Một phần cuộc chiến tranh bắt buộc ở biên giới Tây Nam. Tác giả Nguyễn Khắc Hoàn, đại úy phó ban tác chiến sư đoàn 316, nguyên chiến sĩ đại đội xe tăng 2, tiểu đoàn 21, trung đoàn 26 quân khu. Ngày 22 tháng 9 năm 1977, tôi có quyết định ra quân trở về địa phương. Cùng với một số anh em khác, chúng tôi được đơn vị tổ chức liên hoan chia tay. Nghe theo lời khuyên của anh quê Trà, phó chủ nhiệm chính trị quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, tôi xin ở lại để chuyển ngành ra ngoài làm việc tại Biên Hòa. Không ngờ 4 ngày sau, sáng 26 tháng 9 năm 1977, có lệnh báo động toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cả trung đoàn cơ động lên hướng Tây Ninh để bảo vệ biên giới Tây Nam. Mọi trường hợp đã có danh sách ra quân nhưng chưa thực hiện đều hoãn lại. Vậy là tôi bị kẹt lại ở đơn vị của mình. Không chỉ vậy, có lệnh điều 2 xe của đại đội 3 xe tăng sang tăng cường cho đại đội 2 đi chiến đấu. Đó là xe 345 do Lê Anh Dũng làm trưởng xe và xe 364 do Nguyễn Văn Thuyết làm trưởng xe, tôi làm pháo thủ. Vậy là tôi không chỉ bị kẹt lại mà còn ngay lập tức tham gia chiến đấu. Vốn là lính chiến, lại chứng kiến những tội ác của quân Khmer Đỏ đối với đồng bào biên giới, nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của trên. Ngày 26 và ngày 28 tháng 9 năm 1977, chúng tôi đến 3 xã Thiện Ngôn, Sa Mát, Tân Biên. Tận mắt chứng kiến cảnh những người dân ở đây bị giặc giết đầy đường, đầy nhà, đầy giếng, hết sức dã man. Tưởng chừng chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Chúng tôi càng thêm căm thù quân giặc và thề sẽ tiêu diệt chúng để trả thù cho đồng bào. Lúc này, quân địch đã bị sư đoàn 5 đánh đuổi ra gần giáp biên giới. Tuy nhiên, đồn biên phòng số 27 nằm trên quốc lộ 22 đã bị địch vây đánh hơn chục ngày. Ở đây, các cán bộ và chiến sĩ chiến đấu dũng cảm vẫn giữ được đồn cho dù địch đã đánh qua đó hơn 10 cây số. Ngày 29 tháng 9, đại đội tôi tới tập kết tại cầu Cần Đăng, Tây Ninh làm công tác chuẩn bị. Ngày mùng 2 tháng 10, đơn vị nhận lệnh đánh địch giải vây cho đồn biên phòng số 27. Hai trưởng xe Dũng Thuyết đi trinh sát thực địa cùng đơn vị. Tôi và các đồng đội ở nhà chuẩn bị xe bổ sung dầu và đạn. Không hiểu sao, khi tôi đi nhận quân trang bổ sung cho 4 người mà chỉ nhận được có 3 bộ. Lúc đi ăn cơm, thằng Hòa Pháo cũng mang có 3 cái bát. Tôi bảo Thuyết, xe mình có điểm chẳng lành. Các quê cẩn thận đấy. Thuyết nói, tao không duy tâm. Đúng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 1977, chúng tôi xuất kích. Cả đại đội cơ động theo quốc lộ 22 cùng với bộ binh tấn công vào xã Tân Biên để giải vây cho đồn biên phòng số 27. Hành quân được mấy km thì Thuyết kêu đau bụng phải cho xe dừng lại để giải quyết nỗi buồn. Đi xong, Thuyết vẫn đau nên vào xe nằm, còn tôi chỉ huy xe đuổi theo đội hình. Đúng 9 giờ. 8 xe tăng của đại đội 2 tăng cùng bộ binh bắt đầu nổ súng tấn công địch. Trận chiến xảy ra rất ác liệt. Quân địch đông nhung nhúc, lợi dụng địa hình địa vật ngăn chặn quân ta, song không cản được chúng tôi. Sau khoảng 2 giờ chiến đấu, chúng tôi đã vào được đồn. Anh em trong đồn chạy ùa ra đón chúng tôi. Tất cả đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác vì chiến đấu căng thẳng, mệt và đói. Chúng tôi lấy lương khô thịt hộp ra tiếp tế cho anh em. Tôi ôm một chiến sĩ quê ở Thái Bình bị một viên đạn bắn từ ngực trái xuyên ra sau mà không chết. Hóa ra tim anh ta nằm bên phải. Sau khi tiếp tế cho anh em và giúp củng cố trận địa, đại đội trưởng Đà tiếp tục chỉ huy chúng tôi đánh địch, đẩy chúng ra xa đồn. Đánh đến 12 giờ thì hết đạn. Chúng tôi xin ra lấy bổ sung.
Xe tôi và xe Dũng ra cửa đồn biên phòng chờ bổ sung đạn. Xe dừng, Thuyết bảo tôi. Quê xem, đài xe mình phát kém quá. Quê chỉnh lại cho tao. Tôi bảo, quê lái xe không giỏi về đài. Thuyết, để cho tao lui ra. Thuyết mở cửa xe, thò đầu ra ngoài, nói chuyện với Lê Anh Dũng. Tôi đang định điều chỉnh lại đài, bỗng nghe một tiếng nổ, rầm thật to ngoài xe. Thuyết trúng đạn, sụp xuống ghế trưởng xe, nói, tôi bị thương rồi, đồng chí Hoàn chỉ huy xe. Rồi nói thêm, nếu tao chết, quê về nhớ đến thăm nhà tao, chăm nom gia đình và vợ tao. Nói với Thắng, vợ tao, là tao yêu cô ấy lắm. Tôi quát, im đi, để tao băng bó. Vết thương to quá, tôi nhét cả cuộn băng vào cũng không cầm được máu. Dũng sang giúp tôi đưa Thuyết ra buồng chuyển động, băng bó xong, cho sang xe chở đạn của Sơn Sộp chạy về phía sau. Tôi báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Lúc này, đại đội 2 đã bị thương gần một nửa. Xe đại đội trưởng Đà trúng 9 quả B-41 mà không cháy. Không hiểu thế nào, đại trưởng Đà và hai thành viên nữa rời xe bỏ chạy về đồn biên phòng. Còn một mình lái xe Tư, quê Hải Dương, ở lại giữ xe. Lê Anh Dũng sang làm trưởng xe tôi. Anh Thảo chính trị viên làm trưởng xe Dũng, tiếp tục tiến công. Đánh nhau trong rừng, đến tối không biết đường nào mà đi thì được lệnh rời khỏi trận địa. Xe tôi được lệnh vào kéo xe đại đội trưởng. Trời tối không có đèn, thật khó tìm. Dũng bảo tôi cầm AK đi tìm. Tôi vội vớ thêm 2 quả lựu đạn nữa, lao ra khỏi xe. Ở trong xe có vỏ thép dày, tiếng máy nổ to, không biết sợ là gì. Giờ ra ngoài xe, thấy ớn làm sao. Đạn địch vẫn nổ ầm ầm bốn phía. Bỗng tôi thấy một khối lù lù trước mặt. Xe đây rồi, mừng quá. Tôi bắn một loạt AK, ném 2 quả lựu đạn. Địch từ phía tay trái bắn lại chan chát vào xe. Tôi leo lên xe, quay 12 ly 7, bắn liên tục về phía địch, rồi đập cửa xe. Tư ơi, Hoàn đây. Lái xe Tư mở cửa ra, tôi chui vào và đóng cửa xe lại. Đội mũ công tác báo cáo về sở chỉ huy và yêu cầu Dũng lại gần để cứu kéo. Tôi hỏi Tư, xe có nổ máy được không? Tư nói, cực bình điện cháy hết cả rồi. Tôi bảo, quê lấy dây niêm buộc chặt lại, tao kết hợp khí nén thử xem. Tư nói, khí nén còn ít lắm, không nổ được. Tôi cáu, quát, lên buộc đi. Buộc xong, tôi ấn nút khởi động, kết hợp với khí nén. Máy nổ ầm ầm. Tôi vào số, bật đèn quay một phát 180 độ, theo vết xích chạy ra. Đến đồn biên phòng thì gặp xe Dũng. Tôi về xe mình, cùng Dũng chạy thẳng về phía sau. Có mấy thằng tàn quân bắn đuổi theo. Tôi quay 12 ly 7, bắn lại. Bỗng có người vẫy xe. Dũng cho xe dừng lại. Người ấy nói, các anh xe tăng ơi, anh Thuyết đơn vị anh hy sinh rồi. Dũng ra lệnh tắt máy xe, hỏi thăm một lúc, xong lại lên xe, chạy về tuyến sau. Tôi lặng người trước sự hy sinh của Thuyết, không nói được lời nào. Ngay sau đó, đội kỹ thuật đến kiểm tra xe, bổ sung nhiên liệu, đạn dược. Các thành viên được nghỉ, ăn uống xong, lăn ra cỏ. Màn trời chiếu đất, vẫn ngáy khò khò. Sáng mùng 5 tháng 10, trận thứ 2 bắt đầu. Đại đội trưởng Đà bị đình chỉ nên chính trị viên Thảo lên chỉ huy. Hôm nay, Dũng làm trưởng xe. Tôi vẫn làm pháo thủ, Hòa nạp đạn, Ngọc lái xe. Xe tôi hôm nay được ưu tiên đi cuối đội hình. Đi đầu là trung đội của Minh, có 3 xe. Sau đến xe chính trị viên Thảo. Chúng tôi cùng bộ binh đẩy lùi địch được khoảng 1 km. Thì 3 xe của trung đội Minh đều bị trúng đạn. Các thành viên bị thương gần hết. Xe chính trị viên Thảo, pháo 2 bị vỏ đạn đánh gãy tay. Dũng bảo tôi, quê sang xe anh Thảo làm xe trưởng đi. Sở dĩ Dũng nói vậy vì anh Thảo học chính trị ở quân khu về, không có nghiệp vụ về xe tăng nên không chỉ huy được. Tôi nhảy sang xe anh Thảo. Anh Thảo nói to, Hoàn chỉ huy đi, anh nạp đạn cho.
Đánh một lúc nữa, tôi bảo Dũng ra lấy đạn để tôi bảo vệ trận địa và ba xe bị thương. Anh Thảo được lệnh của trên ra cùng xe Dũng. Lúc này xe tôi đã bổ sung đủ thành viên. Tôi vẫy tay cho bộ binh tiến lên, rồi cho xe lao lên bắn vài loạt đại liên và một quả pháo rồi lùi lại. Cứ thế, đến khi xe Dũng vào thì xe tôi còn đúng hai quả dự trữ. Dũng thay tôi tiếp tục chiến đấu để tôi ra lấy đạn. Cứ như thế vài giờ, tôi và Dũng thay nhau ra lấy đạn, bảo vệ trận địa, chờ bộ binh tiếp viện. Trời nắng nóng, nhìn các anh em bộ binh nằm dọc hai bên đường, đói khát. Thấy thương quá, tôi lấy nước lương khô ném xuống cho anh em. Nhiều anh em chắp tay cảm ơn. Cứ chiến đấu liên tục như thế, đến 4 giờ chiều thì khắc phục xong 3 xe, đồng thời có 2 tiểu đoàn bộ binh vào chi viện. Lúc này, qua điện đài, chúng tôi nhận được quyết định của trung đoàn trưởng bổ nhiệm Lê Anh Dũng từ trưởng xe lên đại đội trưởng. Tôi từ pháo thủ lên trung đội trưởng. Vậy là ngày truyền thống của binh chủng, chúng tôi cũng có kỷ niệm sâu sắc phết. Ngay sau đó, Dũng chỉ huy 3 xe, Hoàn chỉ huy 4 xe cùng 2 tiểu đoàn bộ binh xung phong. Đến chập tối thì tiến đến bãi bầu, địch phòng thủ chống trả quyết liệt, không thể tiến lên được. Trên cho dừng lại phòng ngự. Chúng tôi bố trí đội hình, hiệp đồng cùng với bộ binh tạo thành thế trận phòng ngự. Ngày mùng 6 tháng 10, trên lệnh cho bộ binh tiến công, xe tăng yểm trợ nhưng không thể nào tiến lên được. Địch chống trả quyết liệt, cả 4 lần tổ chức tiến công mà không tiến được. Ngày hôm sau, trung đội của Lực Dâu được bổ sung vào tiến đánh, trung đội tôi yểm trợ. Lúc này, sở chỉ huy trung đoàn vào sát trận địa. Trung đội của Lực đi trước, tôi lệnh cho trung đội ra sức bắn yểm trợ. Tuy nhiên, chưa vượt qua được trảng thì cả 3 xe của trung đội Lực đều bị đạn và mìn không lên được. Đến 4 giờ chiều, tôi nhận lệnh trực tiếp vào cứu xe của trung đội Lực Dâu. Tôi lệnh cho 3 xe bắn yểm trợ, còn xe tôi lao lên vượt qua trảng. Tuy nhiên, khi xe tôi đến gần xe Lực thì bị trúng đạn. Một luồng lửa xuyên qua tháp pháo thổi đứt đôi cánh tê xa. Tôi ra lệnh cho các thành viên nhảy khỏi xe. Pháo thủ Hùng bị thương nặng. Tôi bảo lái xe Ngọc ở lại, Hòa cùng tôi đưa Hùng ra. Tôi không biết mình bị thương nên chạy về sở chỉ huy báo cáo tham mưu trưởng Nguyễn Đắc Liên. Tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Liên hét lên: "Nhanh ra băng bó cho đồng chí Hoàn." Lúc này tôi mới nhìn thấy trên người mình không phải mồ hôi mà toàn là máu. Sau đó, tham mưu trưởng ra lệnh cho Trung úy Âu Thế Vinh, người ở km số 5 Yên Sơn, Tuyên Quang, trợ lý tác chiến, cõng tôi ra trạm phẫu. Đi được một đoạn, tôi ngất đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã thấy ở trạm phẫu có quê Nhàn, Tuyên Quang và quê Đào, Cẩm Khê cùng ở đó. Sau đó tôi lại ngất đi, đến sáng hôm sau mới biết mình đang nằm ở bệnh viện Tây Ninh. Nằm viện, nhớ lại các trận đánh, tôi giật mình, thấy mình tiêu thụ khá nhiều đạn. Trận mùng 4 tháng 10, tôi bắn hết 2 cơ số đạn. Trận mùng 5 tháng 10, hết 4 cơ số đạn. Hôm tư lệnh, tướng Đào Huy Vũ vào viện thăm tôi, ông hỏi: "Hoàn ơi, sao cậu bắn nhiều đạn thế?" Tôi trả lời: "Rừng rậm, địch đông, bộ binh ta không có xe tăng, không tiến lên được. Mà xe tăng không bắn mở đường áp đảo địch thì cũng không tiến lên được." Ông cười và bảo: "Cậu là người bắn nhiều đạn nhất binh chủng đấy." Tháng 10 năm 1978, đại đội xe tăng 3, tiểu đoàn 21, trung đoàn 26 đang huấn luyện bổ sung ở chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh thì được lệnh cơ động sang hướng Lộc Ninh, tạm dừng ở rừng cao su qua ngã ba Lộc Tấn, cách ngã ba Sê Nun 2 km nhận nhiệm vụ. Chấp hành lệnh trên, ngày 28 tháng 10 năm 1978, C3 đã có mặt tại vị trí quy định sẵn làm nhiệm vụ. Thời điểm này,
Đại đội 3 do Trung úy Lê Anh Dũng làm đại đội trưởng, Chuẩn úy Nguyễn Tiến Lịch, Lập Thạch Vĩnh Phú làm chính trị viên, Thiếu úy Nguyễn Tiến Hoạt, xê phó và Thiếu úy Nguyễn Văn Thành làm đại đội phó kỹ thuật. Đại đội được trang bị 8 xe tăng, gồm 7 T-59 và 1 T-54. Biên chế đại đội gồm 2 trung đội. Trung đội 1 do Thượng sĩ Nguyễn Văn Thái làm trung đội trưởng, Bùi Hồng Huệ làm trung đội phó. Trung đội 2 do tôi làm trung đội trưởng, Chu Đức Lan làm trung đội phó. Tại vị trí mới, chúng tôi được biết khu vực biên giới Lộc Tấn có một số đơn vị bộ binh đang bị quân Khmer Đỏ bao vây. Các đơn vị này đã chống trả quyết liệt. Song hiện tại, sức chiến đấu đã giảm đến mức nguy hiểm. Mỗi đại đội chỉ còn khoảng chục tay súng. Thương binh chật hầm, tử sĩ xếp đầy hai bên đường vẫn chưa mang ra được. Và đại đội tôi có nhiệm vụ đánh giải vây cho các đơn vị bộ binh. Sau khi xem xét tình hình mọi mặt, xê trưởng Lê Anh Dũng giao cho đại đội phó Nguyễn Tiến Hoạt đi trinh sát địa hình, còn bản thân anh dẫn trung đội 1 của anh Thái vào đánh trước. Trung đội 2 của tôi làm dự bị, ở lại phía sau cùng chính trị viên Nguyễn Tiến Lịch sẵn sàng chờ lệnh. Trưa ngày 4 tháng 11 năm 1978, trung đội xe tăng 1 cùng bộ binh bắt đầu tiến công chiếm lại trận địa. Trung đội trưởng Thái và xe của Tiến đánh chính diện, xe 706 của Huệ đi bên phải theo đường xe chở gỗ vào xưởng cưa. Khoảng 16 giờ, tôi và Lịch mở đài theo dõi, thấy Thái báo cáo xe bị mìn đứt xích, Tiến thì báo cáo pháo bị tụt về sau không đẩy lên được, còn xe của Huệ không thấy nói gì. Đại trưởng Dũng gọi suốt không thấy Huệ trả lời. Mãi tầm 20 giờ mới thấy Huệ báo cáo đã tiến sâu vào vùng địch. Do lái xe Thịnh đã đánh ở đây rồi nên thuộc đường cứ chạy thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn địch. Huệ nói rõ, trước mặt tôi là một cánh đồng, bên phải là rừng cao su, bên trái là bãi chuối, xung quanh toàn địch. Và cuối cùng là đài nóng, xin nghỉ. Đại trưởng Dũng lệnh cho Huệ không được tắt đài, giữ vững liên lạc, phát huy các loại vũ khí trong xe để tự bảo vệ, chờ quân ta vào cứu. Tuy nhiên, từ lúc đó không thấy Huệ liên lạc lại nữa. Còn đài kỹ thuật cho biết, chỉ huy quân địch ra lệnh cho quân chúng trong 10 phút nữa phải bắt bằng được chiếc xe tăng của Huệ. Đại trưởng Dũng quá sốt ruột, kéo hai trinh sát đi cùng để tìm xe Huệ. Thật không may, mới đi một đoạn thì anh Dũng bị mìn nổ cụt một chân. Lúc này, địch nóng ra bao vây hai tiểu đoàn bộ binh. Sở chỉ huy trung đoàn 26 cũng bị tập kích. Trung đội của tôi nhận lệnh về bảo vệ sở chỉ huy. Đến 5 giờ sáng hôm sau, trung đội của tôi cùng hai tiểu đoàn bộ binh nhận lệnh đánh giải vây cho các đơn vị bên trong và tìm kiếm cứu hộ xe 706 của Huệ. Tôi và chính trị viên Lịch hạ quyết tâm cho anh em xong, lên xe cùng đi. Vừa xuất kích thì trời bắt đầu đổ mưa, pháo địch bắn đến cũng như mưa. Tôi ra lệnh cho trung đội áp dụng biện pháp 3 tiến 1 lùi để đột phá trận địa địch. Quân địch chống trả yếu dần. Tôi điện xin dùng tốc độ cao vượt qua vòng vây. Được cấp trên đồng ý, tôi lệnh cho trung đội dùng tốc độ cao lao lên, vừa chạy vừa bắn để áp đảo địch. Trong xe, tôi lệnh cho lái xe tới, người Hồng Đà, Phong Châu, lao ra đường nhựa. Sau khi bắn xong quả đạn pháo, thì lên số 3 lao vào trận địa. Các xe sau cũng vừa chạy vừa bắn. Tôi nhìn thấy địch hoảng loạn chạy giạt ra hai bên. Ở phía trước, thấy bộ binh ta vẫy. Thế là tôi đã vào được trận địa phòng ngự của quân ta. Tôi báo cáo về sở chỉ huy, cấp trên lệnh cho trung đội tôi ra dẫn dắt bộ binh vào. Ngay lập tức, tôi ra lệnh cho trung đội dùng tốc độ cao chạy ra nhưng không được nổ súng vì sợ bắn vào quân ta. Các xe chấp hành nghiêm, cho dù quân địch bắn theo ầm ầm. Khi gặp bộ binh, chúng tôi cho ngồi lên 3 xe đầy và quay đầu lại. Để bảo đảm an toàn, tôi hiệp đồng là chỉ có bộ binh bắn, còn xe tăng không được bắn pháo. Ngay sau đó, xe tăng chở bộ binh xung phong, xe lao vun vút vào trận địa, quân địch chạy giạt ra xa bìa rừng. Lúc này tôi nhận được lệnh cùng bộ binh tấn công lấy lại chốt. Tôi xuống xe,
tìm đến hầm chỉ huy của bộ binh, gặp anh Bút, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 174, sư đoàn 5, và anh Hoàng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 28. Chúng tôi hội ý và hợp đồng chớp nhoáng nắm tình hình địch, rồi bắt đầu đánh ngay. Có xe tăng đi cùng, bộ binh lấy lại được khí thế, còn quân địch hết sức hoảng sợ, nên mỗi xe chỉ mới bắn 3-4 quả đạn pháo đã chiếm lại được trận địa. Tuy nhiên, vẫn không thấy xe 706 đâu cả. Sau khi chiếm lĩnh trận địa, trung đội tôi được trên giao nhiệm vụ cùng bộ binh chốt giữ trận địa, đánh lui mọi đợt tấn công của địch. Nhận lệnh, tôi cho các xe trong trung đội chiếm địa hình có lợi, khẩn trương làm công sự cho xe, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với bộ binh để yểm trợ lẫn nhau. Trong những ngày phòng ngự tại đây, pháo địch bắn vào trận địa suốt ngày đêm. Ngày nào địch cũng đánh vào mấy lần, ít nhất cũng 3 lần. Nhiều là 8 lần địch tấn công. Có lần 5 giờ sáng, địch tập kích vào. Tôi không kịp vào xe, dùng 12 ly 7 bắn. Chúng chạy ào qua đầu xe, rồi bị thương kêu khóc cả đêm. Vì cho xe tắt máy, nghe rõ tiếng chúng gọi nhau. Tôi cho một loạt AK. Đêm đêm, thấy im ắng, tôi lại tung ra một quả lựu đạn. Thế là cả hai bên ta và địch đều nổ súng. Anh Bút, tiểu đoàn trưởng bộ binh, phong cho tôi là quản ca chiến trường. Có điều hết sức nguy hiểm là do quân địch rất đông, nên phía sau chúng tôi, chúng cũng đã vây chặt. Quân ta không tiếp viện được cho trận địa. Đến ngày thứ tư, có bao nhiêu lương khô chia cho bộ binh hết. Bọn tôi bị hết lương thực và bắt đầu bị đói. Có lần đi xem xét trận địa cùng bộ binh về, tôi đói quá, đang định trèo lên xe thì bị ngất xỉu. Thằng tới lái xe trông thấy, nhảy ra đạp một phát, làm tôi ngã văng ra ngoài. May quá, nếu chậm tí nữa vập mặt vào xe thì đi đứt hàng tiền đạo. Tuy vậy, khi vào họp, anh Bút và anh Hoàng còn có 6 nắm cơm, định ưu tiên cho xe tăng một nắm, nhưng tôi không nhận, vì trên xe vẫn còn một buồng chuối tới mới chặt về. Sáng hôm sau, đói quá, tôi xin cho một xe mở đường ra để lấy cơm. Được cấp trên đồng ý, tôi cho xe của Cẩm lao ra lấy thực phẩm. Lúc xe quay lại, chở theo cả chính trị viên Lịch vào. Tôi với Lịch, hai thằng quê gặp nhau giữa lúc trận đánh đang nổ ra ác liệt. Lịch phải đưa cơm qua cửa an toàn ở bụng xe, kèm theo một quyết định viết tay của trung đoàn, bổ nhiệm tôi lên chức đại đội phó. Trong thời gian ở chốt, đêm đêm nghe tiếng động cơ xe tăng, tôi đoán là xe của Huệ nổ máy. Tôi ra sức gọi mà không được, thật xót ruột khi đồng đội nằm trong tay địch. Tôi xin đánh vào sâu để tìm, song trên không cho. Sáng hôm sau, cấp trên tăng cường cho tôi một trung đội, đồng thời ra lệnh cùng bộ binh tấn công. Tôi giao cho trung đội Thái đi bên phải, trung đội Chu Đức Lan, Lạng Giang, Hà Bắc đi bên trái, xe Cẩm đi giữa, sau là xe tôi. Vừa mới xung phong, Cẩm thò đầu ra ngoài, bị địch bắn trúng đầu, hy sinh. Tôi lệnh cho lái xe vọt lên, đồng thời ra lệnh cho xe Lan lao xuống dốc. Dưới chân dốc có hai khẩu DK bắn lên, do tà âm quá lớn không hạ pháo xuống bắn được, nên xe Lan lùi sang trái. Tôi lại ra lệnh cho xe Thái tiến theo mép bên phải để diệt địch. Thái bắn uy hiếp được hai quả thì trúng đạn, nhưng không cháy, phải lùi lại. Tôi cho xe mình lao lên đến đầu dốc, bắn một quả cho mù mịt rồi mới lao xuống. Tuy vậy, vẫn không thể bắn diệt được hai khẩu DK, mặc dù đã nhìn rõ chúng vì tà âm quá lớn. Chúng tôi đành dừng lại chờ đội hình phía sau. Lúc này, bộ binh hy sinh quá nhiều, anh em lấy võng buộc tử sĩ, để hàng dãy dài, thật tang thương. Không thể lên được, tôi phải điện đề nghị trên dùng pháo binh chi viện và diệt địch. Sau đó, có lệnh dừng tiến công. Đại đội 3 của tôi được đưa ra nghỉ. Vào thay chúng tôi là đại đội 1 của tiểu đoàn 21. Về hậu cứ xa nhau có mấy ngày mà tưởng như mấy năm. Anh em ôm nhau rơi nước mắt. Hôm đó, chúng tôi nhặt được rất nhiều truyền đơn chụp xe 706. Vì đây là xe T-54 của Nga, nên chúng nói là Liên Xô đánh Campuchia.
Có lẽ vì thế nên cố vấn Liên Xô cùng với ta quyết tâm đánh lấy lại chiếc xe này. Chuyện đó chúng tôi không quan tâm, mà chỉ quan tâm tới số phận những người đồng đội trên xe đó. Chúng tôi ngồi cùng nhau điểm danh và nhắc lại những kỷ niệm về các quê trên xe 706. Đó là Bùi Hồng Huệ, quê Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 12 năm 1971, trưởng xe. Nguyễn Văn Thịnh, lái xe. Nguyễn Văn Dậu, pháo thủ. Nguyễn Văn Chuyên, pháo 2. Lọt vào tay lũ quỷ dữ đội lốt người Pol Pot, làm sao các quê còn sống được? Chỉ còn mỗi hy vọng là có quê nào đó chạy được ra rừng thì may ra còn sống sót. Chúng tôi nóng lòng muốn đánh sang giải vây cho các đồng đội, dù chỉ còn một phần nghìn tia hy vọng. Sang đầu năm 1979, ta mở chiến dịch phản công và tiến công trên toàn tuyến. Quân địch tan vỡ nhanh chóng. Tôi cùng với Hoạt, chỉ huy đại đội, tiến về Công Pông Chàm. Khi đi được 6 km, thì thấy đạn pháo xe tăng rải ở đường. Tiến thêm 2 km, thì gặp xe 706 đang nằm trơ vơ bên đường. Tôi vội vàng cho dừng xe nhảy sang, thì thấy chúng tháo hết súng đại liên 12 ly 7 và điện đài, còn người thì không thấy đâu. Khi chúng tôi hỏi thăm dân, họ nói có 5 người bị dẫn đi, 3 người đưa vào rừng bắn, 2 người mang đi cho lên truyền hình. Nắm tình hình như vậy, tôi đã xin trung đoàn một chiếc M113 vào tìm tử sĩ. Nhưng trong rừng vẫn còn nhiều tàn quân. Chúng bắn trả dữ dội nên không vào được. Quê là đại từ nhân xưng được dùng phổ biến trong binh chủng tăng, cũng giống như đồng hương được dùng trong bộ binh. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.